Em có lô khiển này, các bác nào mà mua cả lô em bán luôn cả lô nhé. Trong lô này thì có bô này, khiển bô, khiển này thì mã đây AMS11 đấy, bô khiển này bán 300 nhé các bác nhé. Anh em nào bốc nguyên lô thì cứ alo trực tiếp. Đấy, 300 này. Xem đến con khiển Sony. D10M. Hôm nay em cũng để 300 lốt rồi. Yamaha. CD6B. Em này cũng 300 luôn đi. Đấy. Toàn khiển chất luôn. 55E. Em này bãi thì hơi bẩn tí thôi, lau chùi là sạch thôi. 3 lít 300 tiếp qua bác nhé. Đây, khiển em này. Em 253, em này 400 nhé, đời nông. 400. Em khiển Victor rồi. V5. Em này cũng 300. Đây khiển Yamaha, em này 400. 238. 400. Có đồng hồ hiển thị đây. Đời nông này 400. Super Audio CD 1020. 400.000. Này. Phần này nó bãi hơi bạc tí thôi. Đấy, không ảnh hưởng mặt trên như này. Săn xui này. Này 300. 1130. Bô tiếp này. Em này cũng 300 các bác nhá. 125 mã. Sony, mấy em Sony này thì 150 một em. Canvas này thì 200. 9010. Em này. Ampli. À, giống em này. Đấy. Hai em giống nhau. Em này sẽ 150. Anh em nào bốc nguyên mơ ấy thì điện cho em nhé. Có 16 cái thôi. Đấy. Cảm ơn các bác.